Ai đi cực quá, không có săn bắt gì hết, bắt vịt trống bằng thịt ăn, chuộng vịt mái cho nó đẻ. Trời, chú Út bắt hai con luôn. Chào quý vị. Mấy bữa trước đó thì người ta có thả vịt cho ăn đồng đây nè, rồi người ta còn sót mười mấy con, rồi kêu người ta bắt, người ta biếu lại cho tôi hai con trống con mái, chiếc con trống bữa nay mình làm mồi ăn nha quý vị. Vậy mình ra mình bắt. Hello. Con mái mình để cho nó đẻ. Mình chào cả nhà. Thì do mình nghe bác hai học, mình nghe bác hai học là mấy hôm trước á, vịt thả đây nè, rồi bị lạc đó mười mấy con đó, rồi bác hai lùa vô hầm giùm, rồi ta lợn người ta bắt đó, người ta biếu lại bác hai mấy ông chủ vịt đó, biếu lợn cặp con trống con mái. Giờ bác hai nói thôi giờ bữa nay đi cực quá, không có săn bắt gì hết, bắt vịt trống bằng thịt ăn, chuộng vịt mái cho nó đẻ. Trời, chú Út bắt hai con luôn. Ai vịt mái à? Con mái còn trống. Vịt này chắc tối là đẻ. Con gợ rồi bác. Ồ mập ù. Thôi vậy Minh ơi, mày con vịt trống này đi. Trống à. Vịt mái mình để là đẻ đang lấy trứng mà bác hai có thể để dành chiên ăn cơm rồi đó. Giờ vô nhà. Nếu mình nhốt thì nó ốm. Bác hai thả thí vào đây nè. Chú Út đi rửa mình. Gượt quá gượt rồi. Rồi trong nhà giấc này tối rồi chiều á, mình không có nấu trống được. Mình nấu ở ngoài trước cửa nhà bác hai à. Này mình bắt nước để màng lông nha cả nhà. Lông vịt cho sạch. Mình với bác hai nãy giờ mặn cũng xong con vịt nè. Giờ mình chốt thì đang bắt cái nồi nước chảnh là sâu rồi, đâu đổ vô luôn rồi. Chiều để làm không kịp á. Đi cái cầu đi lên từ mé kinh đi lên. Nồi nước mình có để mới xả trống nữa. Xả bắt hai cuộn á, để một cục cho trống gì mà chưa lúc ra con vịt nó kêu bắt hai nước rồi. Rồi nước rồi khu để coi sâu sâu ba đào chuyển động luôn rồi quá dữ. Tại mình chậm cái bếp lửa nó sâu hơn cái bếp ga dữ lắm, nó nóng đen thui cái nồi luôn kìa. Đen luôn. Cái này cũng chiều tối. Con vịt đẻ này nó dài quá. Mấy bác cháu hầm nãy giờ tính ra gần tiếng rồi đó. Mềm mềm mà quý vị. Nên nếm đường, bột ngọt, muối rồi vô nè nha. Khói lên quá nhìn không thấy con vịt luôn hay. Quá dài à. Quá cái độ lửa rồi nè. Tó hù luôn. Mềm mà mềm chưa bác hai? Cắn thật thiệt đó. Có lý rồi đó. Giờ tối rồi cả nhà. Giờ mình lấy ra vịt ra cũng chín rồi nè. Sơm nó cũng mềm mình chỗ. Tó hù luôn rồi. Hôm nay thì chú Út đi làm bơm từ sáng cho tới chiều luôn.
tới đâu còn mất hai đi mần tần. Đây để vô rồi rước cháu đi học. Đi cò này Giang coi cũng dọn lên mâm rồi. Mình ăn cái mũi Cà Mau chén mưa ớt, bác Hai múc múc miếng nước cho chén mưa ớt đó là bác Hai đây hồi quên rồi chốt này sắc cắt ồ mềm quá chốt tốc độ 20 lên hả hay quá mày tốc độ 20 24 trái trời ơi tốc độ 24 quá mềm rồi. Cái công đoạn này là mình phẫu thuật con con vịt kia. Chốt đợt này đi làm bơm tới 7 ngày luôn cả nhà ơi. Run cái gì giờ bơm á. Cái câu đó. Bữa nay cho cả nhà thấy chốt bữa nay một bữa ổng làm cừ rồi nhau nhố nháo hết trơn bữa nay. Ông thả cái miệng ra bự bự nữa. Cắt vịt đừng hồi hai anh em đánh lộn nha, con có can luôn nha bác Hai. Đánh làm hồi hai ông dặn nghỉ ăn mình nên con ăn là con mừng lắm à. Móc cái gan ra đi. Rồi. Để bể hết. Trứng hay gì vậy? Bể cái trứng. Hai cái trứng giấy nữa kìa. Chà bá lửa vậy. Để lại đi. Ui sao bể rồi bác Hai. Này là con vịt đực. Vịt đực. Ôi ôi hai cái trứng, cái đùm trứng kìa. Đây đầu giò chéo cánh nè. Mình nè. Thôi bác Hai ăn đi. Ăn trứng đi bác Hai ơi. Ăn bột trứng đi. Rồi. Rồi. Mời cả nhà ăn cổ con vịt. Chấm cấp độ. Mời cả nhà ăn trứng giấy con vịt. Độ 7. Vô. Sao chốt dài không thơm dài mà không thơm thơm xả bùi không bùi hay. Sao không trứng quá bùi quá ghê trứng con vị cũng bùi cho mới hay hợp nên nó rồi trứng rắn trứng gùa trứng vị cũng bùi có hai anh em cực kỳ không ngọt rồi chen mưa hết rồi cắt thịt ra đi quán vô quên vô nữa mời cả nhà vô với mình nữa quý vị vô cô chú và tất cả các bạn dùng món vịt hấp xả với bác cháu nha. Hấp xả với con quý vị. Hôm nay do bác Hai đi mần tần với chú Út thì đi làm bơm á, di chuyển bơm giờ ra ngoài sông đang mình bơm ngược vô, bây giờ nước giật rồi mình bơm ngược vô trong ruộng cho bà con mình bắt đầu xuống giống xả lại. Mình ở nhà chờ bác Hai chốt hoài cuối cùng tới chiều tối luôn. Ngày bác Hai điện xuống thì nói có con vịt xuống bắt cháu mà hấp xả làm xương xương bữa tối luôn bác nhà. Trở lại vấn đề mình đi mần tần cầu nguyện ở trong 13 kinh 13 thì về rước cháu về thành ra thử ra tối quý vị thì hai con vịt thâm thẩm người ta ra rồi về nó còn sót mười mấy con. Thì tôi mới tôi giữ lại sáng tôi mới kêu người ta nhận về rồi cho nó nhập bầy người ta biếu tôi hai con chiếc một con vịt bác cháu anh em cùng thưởng thức mời quý vị dùng chung vô cả nhà nha ở cả nhà rồi nay thấy mần ở quốc mà bom quậy quá anh uống bà ruột thuốc này thì quá ngon này thôi ruột thuốc quá ngon tốc độ này nó cay thiệt chút chân ớt đỏ đó là đùi không ha chốt đi đùi đấy ăn lấy con còn làm cái chí mũi này cái nè đùi ăn khúc này đùi gà mà quý vị đồ gì thấy vậy mà còn dai lắm hả vậy đó vừa ăn mà nó mềm mềm lúc trước mình làm mềm mềm
Thôi mời vô. Nâng ly. Nâng ly ghê. Rồi uống cái ăn mới ngon mẹ. Mời quý vị nha. Mời quý vị ơi. Mời vô. Thơm mà nó bùi những vịt vừa ăn lắm. Cay quá chút quá. Có cay à? Ngon quậy gì nè. Béo. Thơm. Hay đâu. Lấy giấy chùi tay cho ngoại coi. Nội coi. Có đâu, còn còn miếng nở đó. Hấp cái nước nó thơm ghê chút. Nó rõm. Em. Đây để chung vô lấy nha. Cảm ơn nha. Vô. Giờ mì mình hay giòn hết sụm. Ừ, vừa ăn ha. Được. Một bầy vậy bao nhiêu con vịt trống mà heo đó hay? Nếu cái bầy 2.000 con phải có từ 50 vịt trống. 50 vịt trống. Cả cánh nè. Cánh ngon. Mời, nâng ly. Qua nào. Con vịt này cũng vừa. Khỏi rau cải gì. Xé tẹt tẹt luôn hả? Chín rồi. Cũng vừa ăn. Trời ơi. Trời ơi. Thử coi còn chát không? Nó chát. Nó chát luôn hả? Vậy là kỳ chát chát. Con hồn cái gì vậy? Thịt nó mềm luôn không đó ha. Xé ấy luôn ha. Vừa ăn quá. Mời vô. Vô lẻ lẻ đấy. Này cũng ngon thật. Tôi mời vô về uống cái gì tôi ăn nó ngon mà. Mời vô cái gan vịt quý vị. Cánh đã thì có hay đã là lấy cánh nó cạp nữa đi. Bắt nhường hết á. Cánh giòn. Một cái cánh thêm một cái cánh nữa quá ê. Nó bay là thơm chưa? Nó chụp lần, đang cù cù. Cơm này bay nha. Bay hả? Nghe chụp lần cù cù. Bay hả? Gì vậy? Ốc ăn đi. Ăn cho rồi. Con hoài vậy? Đúng, em mạnh mạnh vô đi không? Đang mạnh mạnh, em mạnh mạnh đấy. Nhiều đấy. Con làm mấy cái xương này là yeah. Là quá ok. Thơm, thơm mùi xả quá ha. Ngọt. Để tôi giác cái nó hết cái gì mà không còn nguyên. Hiểu rồi. Đấy không nổi. Đấy không nổi mà. Quá mệt hả? Làm ly, hai ly tiêu được rồi. Mà thì mình ăn mấy gai chút. Mấy mình chờ hai đùi lụm hết hả? À, mấy rồi đó.
cho con nén. Chịu nó đi. Ừ, thôi đó. Cảm ơn rồi. Nó cháu mình làm mấy cục đó rồi. Còn năm. Mình xương buổi chiều đi thôi. Mình cố gắng rồi mình. Nào hả? Hãy ăn cái phao cầu bây giờ tôi bút lên cái đầu không? Cho nó tròn cái con vịt. Là mình nên con ăn nguyên con vịt hả bác hả? Ừ, có. Nguyên con vịt luôn. Còn cái mình đó mà. Mình nút lên nè. Vô. Mình nút lên. Để con ăn thử cái. Ngon dữ lắm. Ăn, không có cá cái gì chứ. Mình luộc cái con vịt này nè, do nó dai lắm á. Rồi à, cái ổi. Cái ổi non nó bỏ vô nó sẽ mềm con vịt. Không có dai nữa. Ăn nó mới ngon. Vừa ăn lắm. Quá. Thôi nhờ lên chờ chuốt đi. Rồi quá mẹ. Nó không ngon. Ăn đi. Tại bữa nay ăn mệt nhiều chợ tim đi. Tim ăn chợ tim cho chợ tim đi. Đúng rồi đó. Bạn thở sợ quá thở. Không thở thì chết sao. Thở không được. Thở dữ lắm. Đúng rồi. Nhờ thở ra mà lấy không khí giống chứ. Ăn cái lửa là không được. Cho mình nhường trái tim cho quốc này ăn cả nhà. Mời cả nhà uống với mình ha. À, vô coi. Ăn ly ơi. Mở tạp rồi, có hai vô ấy. Ừ, vô rồi, vô trước rồi. Rồi, nói chung video này cả nhà xem cũng thông cảm bác cháu mình nha. Bây giờ mình xin khép lại video đây cả nhà. Giờ tôi quay buổi tối nó cũng mờ nữa. Cả nhà xem thông cảm cho mình già bác hai chút nha. Hẹn cả nhà video sau luôn cả nhà. Nhằm cái thời gian quý vị nó ngoài muốn nha. Quý vị thông cảm. Chào cả nhà, hẹn video sau. Thì bữa nay là cái món này vịt này thì ăn rất là tuyệt vời. Nó ngon hơn là con vịt mình. Con vịt mình á, mình đem hấp xả thì nó không ngon đâu. Đặc biệt chỉ con vịt đẻ. Hấp xả nó mới ngon. Mà được là cái con vịt mà vịt mái mà nó không đẻ được á còn ngon nữa nha cả nhà. Vịt đó kêu vịt BD á. Bye bye. Chào quý vị.